Facebook đổi tên thành Meta, các ứng dụng mạng xã hội sẽ hoạt động thế nào? CEO Mark Zuckerberg cho biết cái tên này được lấy cảm hứng từ Meta trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là vượt ra ngoài. CEO Mark Zuckerberg vừa tuyên bố Facebook sẽ đổi tên công ty thành Meta, đồng thời công bố kế hoạch sẽ bắt đầu giao dịch mã chứng khoán MVRS từ ngày 1 tháng 12 thay vì mã FB như trước đây. Theo đó, ứng dụng Facebook cùng với Instagram và WhatsApp sẽ trở thành một trong những công ty con của công ty mẹ Meta, chứ không còn là một thương hiệu bao trùm. Việc thay đổi tên thương hiệu là một phần trong những nỗ lực của công ty nhằm đại tu danh tiếng sau một loạt bê bối như lan truyền thông tin sai lệch, lỗi kiểm duyệt nội dung, bê bối cựu nhân viên Frances Haugen cung cấp tài liệu nội bộ cho hàng loạt cơ quan báo chí lớn. Đồng thời, sự thay đổi thương hiệu này phù hợp với định hướng phát triển của công ty, ngày càng tập trung vào Metaverse, thuật ngữ mới mô tả về một tương lai của Internet được tạo thành từ các không gian ảo 3D liên kết thành một vũ trụ ảo. Công ty sẽ tăng cường kết hợp công nghệ thực tế ảo VR và thực tế tăng cường AR trong lĩnh vực trực tuyến. Trong sự kiện Connect diễn ra vào sáng sớm ngày 29 tháng 10 giờ Việt Nam, CEO Mark Zuckerberg cho biết, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự thay đổi tên thương hiệu. Facebook hiện là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Facebook là một thương hiệu truyền thông mang tính biểu tượng, nhưng nó ngày càng không bao hàm tất cả những định hướng phát triển của công ty. Chúng tôi xây dựng một công ty công nghệ nhằm kết nối mọi người và Metaverse là biên giới tiếp theo, giống như mạng xã hội khi chúng tôi mới bắt đầu. Giải thích về tên gọi mới, Zuckerberg cho biết cái tên này được lấy cảm hứng từ Meta trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là vượt ra ngoài. Đối với tôi, nó có nghĩa rằng sẽ luôn có nhiều thứ để xây dựng và luôn có một chương tiếp theo trong mỗi câu chuyện. Vị CEO giải thích thêm, logo mới của Meta được thể hiện như là một phiên bản cong của biểu tượng vô cực. Trên trang Facebook cá nhân của mình, chức danh công việc của Zuckerberg đã được đổi thành người sáng lập kiêm giám đốc điều hành tại Meta. Khi được tờ The Verge hỏi về việc tiếp tục là giám đốc điều hành của Facebook trong 5 năm tới hay không, Mark Zuckerberg nói, có thể, tôi không có ngày cụ thể rằng muốn làm công việc này trong bao lâu. Facebook đã trình chiếu một loạt video nêu bật tầm nhìn phát triển về Metaverse trong sự kiện Connect diễn ra vào thứ Năm ngày 29 tháng 10, như gửi hình ảnh 3D khi người dùng cùng tham dự một buổi hòa nhạc hay ngồi quanh bàn họp ảo với đồng nghiệp từ xa hoặc chơi trò chơi nhập vai với bạn bè. Zuckerberg cũng thông báo tính năng gọi điện trên Messenger kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo VR có kế hoạch vận hành một thị trường ảo nơi các nhà phát triển có thể bán hàng hóa ảo trong Oculus Quest. Trên thực tế, một số công ty lớn trước đây cũng đã thay đổi các thương hiệu lâu đời. Kentucky Fried Chicken rút ngắn thành KFC, thương hiệu xe hơi Nhật Bản Datsun trở thành Nissan. Một số thay đổi tên thương hiệu thậm chí đã kéo theo scandal, hoặc như Philip Morris, nhà sản xuất đằng sau thương hiệu thuốc lá mang tính biểu tượng Marlboro, đã đổi tên hãng thành Altria năm 2001 và Valujet trở thành Airtran sau vụ một trong những chiếc máy bay của hãng bị rơi vào năm 1996. Một số những vụ thay đổi tên khác nhằm phản ánh tham vọng rộng lớn hơn của công ty. Snapchat đổi tên thành Snap vào năm 2016 để thể hiện bước đột phá về phần cứng, trong khi Google đã tái cấu trúc công ty với tên mới là Alphabet và có kế hoạch phát triển nhiều bộ phận kinh doanh khác nhau.